Chú Tuấn Lộc con. Con. Chú chuột đồng. Yeah. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Yeah. Yeah. Và xin giới thiệu, tôi là ông già Noel. Nghệ danh là Tiếp. Okay. Và kia là Kira Kira. Yeah. Thần lùn. Biệt danh là Đầu Ăn Ten. Đầu Ăn Ten. Cái gì vậy? Hôm nay em là yêu tinh thần lùn mà. The If, The If. Ồ đúng rồi. Người ăn mặc trời ơi. Tông sạc tông quá ha. Và hôm nay thì anh vò đầu bứt tai, vò cả dâu luôn. Mãi anh mới nghĩ ra được người mà thích hợp nhất để mời về ngày cái ngày mà trọng đại ngày hôm nay. Thì nếu mà là ai ấy, thì mọi người nghe Việt Thi giới thiệu. Thì Việt Thi đã mời một người rất là quen thuộc, không xa lạ, đó chính là anh Tiến Lực Cơ. Ba ba. Anh. สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับ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 Vâng, Winner em bình tĩnh, em làm gì dậm dậm vậy vậy em? Em dậm mặt đây anh. Em dậm mặt đây anh. Thấy người sang mất quàng làm họ đây anh. À vậy hả? Vâng, vâng, đây chân hạt đúng không? Rồi, xin mời các cháu về chỗ. Vâng. Và trước khi đến với những trò chơi của ngày Noel vui vẻ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phòng thi. Như vừa rồi là bọn em đã làm một việc mà gọi là múa rìu có mắt thợ. Vâng. Nhưng mà đấy, trước một cái người gọi là master như anh, em mong là tất cả quý vị khán giả vẫn sẽ xem phần trình diễn của PA36 và like, share cũng như subscribe và thả tim cho PA36. Yeah. Mua, mua. Như thường lệ, trò chơi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay có tên là Nghe Nhanh Đáp Lẹ. Trò chơi này như sau, thần lùn sẽ chơi tổng cộng là 15 bài hát. 15 bài. Vâng, sau khi thần Tuần Lộc bấm, Tuần Lộc sẽ chơi từng bài một. Và sau khi bật nhạc lên thì Tuần Lộc sẽ đếm từ 1 đến 3 hoặc là từ 3 đến 1. Và anh sẽ nghe 1 hoặc 3, 3 hoặc 1, không có số 2. Đấy, anh cứ nghe 1, 3, 3, 1 thì anh sẽ chạy. Vậy là lúc 1 là 3, 1 hay là 1, 3? Vâng, anh cứ nghe số 1 hoặc số 3. Số 1 phải 3, 3 số cũng được. Nhưng mà là số sau chứ không phải tính nhân vừa đọc đúng một rồi. Rồi. À rồi. Nghe, nghe ok, hiểu hiểu. Nghe tiếp cháu. Đã nói hết rồi mà hiểu. Rồi. Ông già Noel. Cảm xúc quá. Đấy không phải. Rồi. Sau khi nghe đã hiệu lệnh thì anh phải chạy ra đây, bấm chuông. Tiếng khi tiếng chuông rung lên thì anh được phép trả lời. Dạ. Yeah. Đội nào được rung rồi sao? Không rung thì về chỗ. Bây giờ không cần biết là có hiểu luật hay không. Cứ chơi đi rồi hiểu. Yeah. Rồi, okay. Để chung vào anh. Xin mời em. Đây, bài hát đầu tiên là một bài hát rất quen thuộc nha. Và TikTok cũng có rất là nhiều bài này cover lại luôn. Trời ơi, nhưng mà tôi không biết tên bài đâu nha. Trời. Nào nào. Đếm đi em. Bài gì, bài gì, ba, bài gì, bài gì, bài gì? Hay quá. Hay quá em ơi. Tên gì? Nói nè. Banana rồi. Namana. Nam ạ. Sai. Đây là bài Banana. Yeah. Yeah. Hay quá. Ca khúc tiếp theo. Một, hai, ba. Xin mời chị nào. Đây nè. Animal. Animal. Không, có một chữ animal thôi. À, thế à, được. Được, tỉnh đấy. Mình có bị lừa, mình có bị lừa. Trời ơi, chắc tôi không điểm quá. Ca khúc tiếp theo là một ca khúc em không biết. Không biết. Được. Tên kia tên bài vừa qua xong. Xin mời chị nào. Bài này là bài Treat You Better của Shawn Mendes.
Trời ơi. Hai điểm dành cho Gina em. Bài này đó. Tôi như là cái thế giới bên kia người tới. Nãy giờ là nhạc nước ngoài rồi, bây giờ em sẽ cho một bài nhạc Việt. Đó, nhạc Việt lên. Đứng lên liền. Nhạc Việt lời tiếng Anh hả? Chào lắm. Baby. 3 2 1. Xin mời Gina. Đây là bài Em muốn anh đưa em về. Anh muốn. Trời ơi, thật sự nói ra là toàn bài bắt biết không á, nhưng mà hay quá. Ngang chứ không có nhớ nổi. Ca khúc tiếp theo. Em muốn anh đưa em về. Xin mời anh Bob Up. Nhớ em người ơi. Tan. Bài tan. Rồi xin mời anh Bob Up mất luôn. Gì hả? Chưa đếm hả? Chưa đếm hả? Trời ơi, anh ơi, nãy giờ em dành hẳn 2 phút để em nói về số 3113 với anh mà anh vẫn quên. Tại sao? Đúng như anh Bob Up nói. Trời ơi, đúng như anh Bob Up nói, bài này là bài tan mọi người. Cảm ơn anh. Sao áo anh nhăn quá mấy đứa à? Anh nhăn quá. Trời ơi, tức dễ sợ. Coi nha, DJ sống sao cho đàng hoàng. Dạ, anh nãy giờ. Anh phải tỉnh táo lên. Vậy bây giờ em đếm trước. Em đếm trước luôn nè. 3, 2, 1. Bài này ca khúc nhạc phim. Xuống nha. Ngồi xuống. Ông ấy đang ngồi còn gì nữa. Về chỗ. À. Đếm rồi anh ơi. Bấm đi anh. Được chưa mời anh bấm. Ok anh cứ thoải mái. Bài gì ta? Bài gì ta? Còn tuổi nào cho em. Yeah. Trời ơi, ghê chưa? Hay quá. Đó. Quá xong rồi, chiếm trẻ nè. Đây đây. Không anh ạ. Mấy câu điểm mà anh. Khách mời nào mà sau tầm nửa số câu không trả lời được mà tự dưng trả lời được một câu cũng kiểu đấy đó. Con cái số này là bán em gì? Tiếp đi DJ. Bài DJ dễ thương nè. Bài tiếp theo quen lắm nha. Đếm trước luôn đi. Thưởng thức nhạc tiếp đi nè. Không biết và muốn anh không biết. 3, 2, 1. Xin mời Việt Thi. Dạ. Đây là bài Điều Buồn Nhất. Yeah. Giáng sinh một bài kỳ thế. Tiếp theo bài này đúng Giáng sinh luôn nè. Rồi ok. Rồi Giáng sinh bỏ. Merry Small Child. Mày ơi. Mày ơi. Ôi chưa đẹp. Bùng lá mê bay. Vâng, sao bà đi? Em ơi, em có biết Giáng sinh là ngày gì không em? Em thấy ngoài đường Giáng sinh lá me cũng bay rất nhiều. Em nhận thức được không? Giáng sinh là ngày quốc tế gì mặc đồ đỏ đúng không? Em đừng có tạo một cái trend xấu cho ngày Giáng sinh nhá. Ok, bài này thật sự là Giáng sinh, em hứa. Hứa à? Ok, tin. Này là bài thu cuối. 3, 2, 1. More than you could ever know. Make my wish. Bài tên gì á? All I want for Christmas is you. Yeah. Bài này em sẽ cho anh Bob mà không biết là anh có cập nhật những bài hát mới nhất hay không. Ê, em nói anh cổ hủ mà. À, không. Trời ơi, con em, ơi. Qua cái bài hát cho này ai cho em mượn cái xô nước lạnh cho bé tạt em luôn nè, trời ơi. Thôi tát luôn nước sôi em. Thôi tát luôn nước sôi em. Ok. Bài này rất mới, gần đây luôn. 3, 2, xin mời bấm bấm. Xin mời bấm bấm. Dạ. Bài này. Ủa mới bấm 3, 2, 1 rồi mà. Anh bấm rồi mà. Anh rồi. Em trả lời anh. Trả lời em. Mời em. Em ngã anh Nương. Em ngã anh Nương. Hả? Ở đây. Ủa đấy ra. Bấm đi ra. Bấm rồi hả? Bấm rồi. Chị ngã. Em Nương. Trời ơi. Anh ngã em Nương. Ca khúc tiếp theo. Rồi, giao luôn. Không, biết, giao. Jingle bell. 3, 2, 1. Xin mời Kenji. Đây là bài Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock. Wow. Tiếp theo. Chưa, anh 3, 2, 1. Trời ơi, xin mời anh Bob Up. Việt Thi chơi ăn gian. Ủa, Việt Thi hay là Bob? Xin mời anh Bob Up. Xin mời Bob. Anh đang ở đâu đấy anh? Adida. Adida. Em đang ở đâu em đi về đi. Dạ đi. Bài này có tên là Adida đó mọi người. Bài hát tiếp theo. Bài này không biết nữa thì thôi nha. Chơi. Chơi đi. Yeah, được luôn. 3, 2, 1.
Trời ơi, đứng mà đứng chen vậy sao còn đứng chen vậy đâu là. Ôi, trời ơi. Đứng kiểu quá. Như là cái đó là bạn bạn ngu hay gì á. Anh sao vậy? Thế để anh có trả lời không? 5 4 3 2 1 6 rồi em ơi. Xin mời em ơi, xin mời. Xin mời. Đây bài tập thể dục buổi sáng. Yeah. Bài hát cuối luôn á. Bài cuối lần 2. Ra 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 ta. Ta ra 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 ta ta. À. 3 2. Chưa chưa đánh mà. 1. Chị Jin em bất ngờ mà. Trời ơi. Jin mời Kenji. Nhờ đây là bài Santa Claus is coming to town. Mấy đứa mới đọc gì vậy? Mấy đứa mới đọc. Santa Claus is coming to town. À là tiếng Thái hả? À. Hay gì? Đó là Santa Claus is coming to town. Nghĩa là các em nói là anh tưởng nói là Santa Claus. Tổng kết vòng thi vừa rồi. Tất cả những bạn được 2 điểm, đứng dậy cho ông. À, em được 2 điểm không mọi người ạ? Trời ơi Thi ơi, chán à. Thì dễ sợ. Xin mời Việt Thi sang với đội này. Yeah. Ờ, mọi người mừng đi mọi người. Nhà em cao nhất đúng không? Ừ. Em chép. Mấy điểm ta, bạn này Gina, mấy điểm? Gina điểm cao nhất. Vòng thi thứ 2 có tên là Crazy Challenge. Luật chơi như sau. Mỗi thành viên sẽ đeo 3 quả bóng trên người. Và trên tay của ông đang cầm một cây bút chì. Các cháu có thể thấy đây rõ ràng là bút chì đúng không? Không phải là bút bi, không phải là bút chì. Cái đâu có đôi, đâu có đôi đâu. Cái bút chì này để dành cho người chiến thắng có thể chọc thủng bóng của đối thủ. Và bây giờ winner, em yêu quý bạn nào nhất trong đội này? Em rất là yêu quý bạn Mon. Bạn Mon ạ. À rồi, xin mời hai em bước lên sàn đấu. Khi nào mà ông kêu hết, các cháu được bầu quyền bấm chuông và dành câu trả lời về phía mình. Ok anh. Rồi Mon tươi tỉnh lên cháu. Mon im re luôn mọi người. Câu hỏi đầu tiên, lễ chính thức của lễ Giáng sinh là ngày nào? Chưa có từ hết. Xin mời Mon. Dạ là ngày 24 tháng 12. Đây. Đá bóng, đá bóng. Em bé đáp án là ngày 25 tháng 12. Ôi trời ơi, may quá. Xin chúc nữa này. Không, nhà em ăn Giáng sinh trước. Nhà em ăn Giáng sinh trước. Nhà không, em anh ngày đúng em ơi. Em xin anh. Em xin anh. Bể bóng Mon ơi. Em xin anh. Em phải chấp nhận bể bóng thôi em. Bể bóng thì Mon ơi. Con ơi, con ơi, trước khi thi ông bảo phải nghiêm túc chưa? Tỏ tay ra. Mời con. Anh chọc nha em. Trời đất ơi. Rồi rồi rồi. Trời ơi. Rồi người tiếp theo, tiếp theo. Ôi dồi ôi. Cặp tiếp theo. Nào Gina, em chọn ai? À tự động à? Hai nữ thì phải đấu với nhau thôi chứ. À. Câu hỏi thứ hai. Tên thật của ông già Noel là gì? Chết. Rồi xin mời Việt Thi. À, ông già Noel tên thật là Santa Claus. Một điểm dành cho Việt Thi. Trời ơi. Mình tắt khoan. Mọi người phải để thấy em mà kiểu bình tĩnh. Chỉ một cú chớp mắt thôi nha mọi người. Em ơi, xin mời anh Bob up chọn đối thủ của mình. À còn mỗi Kenji thôi. Ai đâu? Đâu? Còn mình bạn này nè. Kenji ơi. Ồ em rút lại cục mũ cho ai? Hả? Kenji có đây. Câu hỏi thứ 3. Ông già Noel cưỡi bao nhiêu con tuần lộc? Trời đất ơi. Hết. Xin mời Kenji. 7 con tuần lộc. Sai. Cô hỏi cho anh. 6 con tuần lộc. Sai luôn. Tiếp. Dạ 4 con tuần lộc. Sai luôn. 2 con. 8 con tuần lộc. Sai luôn. 2 con. Dạ 1 con tuần lộc. Sai luôn. 4 con tuần lộc. Sai luôn. Vừa trả lời rồi. 8 con tuần lộc. Sai luôn. Vừa trả lời luôn. 2 con tuần lộc. Sai luôn. Dạ thưa anh là 9 con tuần lộc. Trời ơi! Sao màn đếm từ 1 đến 10 mà từ 10 xuống 9? Cuối cùng có người trả lời đúng. Dạ, 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 dạ bị bẻ bóng đúng không? Bị bẻ bóng đó anh. Mình đưa bóng cho người ta chích nè. Em ăn anh luôn đi. Em ăn anh luôn đi. Em cũng không dám chích nữa. Trời ơi, tôi sợ cái tiếng này cực kỳ luôn á. Ồ vậy hả? Ừ. Sao em thấy ai cũng sợ vậy? Em đâu phải là người đâu. Em xin lỗi. Đến lượt Mon chọn. Trời đất ơi.
Hai nhỏ này có vấn đề hay gì á? Nó bị sao ta? Thôi, câu hỏi quê hương của ông già Noel ở đâu? 3, 2, 1 hết. Thì cũng trả lời lại. Dạ, là Phần Lan. Chính xác. Trời đất ơi, giỏi vậy. Nói chung là riêng winner thì để tiếp chọc hộ cũng được. Không. Cảm ơn anh. Thôi anh, em để đồng đội em chọc cho. Được em, rồi quá tốt. Em cái này là tự đâm tự trích à? Đúng rồi, chị thương em lắm. Cố lên baby. Mình nhanh gọn lẹ để cho mình đỡ đau đớn, hiểu không? Rồi em vừa bể một con. À, vẫn chọn nhau à? Các bạn không đổi cặp à? Chúng ta vẫn yêu nhau anh. À. Chọn người khác rồi anh. Các ba hey, hỏi lần này. Bỏ ra. Vớ được treo ở đâu? Trời dễ quá à. Hết. Ở dưới chân giường á. Ở ngay. Sai. Đầu giường. Sai. Không có treo. À. Ông hỏi. Không à. Ở đâu cũng được. Gần đúng. Ở đâu cũng được. Không đúng. Gần đúng. Ở trên lò sưởi. Yes. Ôi trời ơi. Xin lỗi em. Mình phải ra. Mọi người biết gì không? Hãy để em kể câu chuyện nha. Hồi mà biết gì không? Hồi nhỏ mẹ em nói. Mẹ em nói là treo ở dưới giường á. Là ông già Noel xong sáng hôm sau có quẳng tê liệt luôn. Dạ nó được bắp đúng không? Túi đựng quà trẻ em là gì? Hết. Vớ. Chính xác. Trời ơi. Trời ơi. Anh đóng đại nè em. Em nghĩ anh trả lời được cái vớ không? Không phải đâu, đóng đại á. Đóng đại. Ước gì cái chồng này luôn nha. Rồi, đây là lượt cuối cùng. Tôi sẽ là người ghép cặp. Mon. Vẫn là em đó Mon. Gina em. Thôi nhanh bắp đi, mà anh bắp đi. Không. Câu hỏi. Ông già Noel thường mặc áo màu gì? Hết. Xin mời Gina em. Màu đỏ. Thiếu. Hết. Đỏ xanh là cây. Hết. Màu đỏ trắng. Nắm tay nè. Trời ơi. Mình làm cái cho hết màn luôn mọi người. Bây giờ TF sẽ bắt đầu công cuộc rà soát bóng. Hôm nay anh Mon sẽ không nói gì nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Thôi là quay về là vừa. Mình chỉ là 5 nữa mà em hứng khởi quá em chọc một cái. À, 5 quả. Nghĩa là do em đúng không? Không, này... không phải do bây em. Bây giờ em, do em, ai em... thì bên này cũng thắng. Đúng rồi. Đội chiến thắng là đội xanh. Kết thúc trò chơi đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi thứ hai. Có tên là Tam sao thất bản. Tam sao thất bản. Đấy. Luật chơi của trò chơi như sau. 3 người trong một đội. TF sẽ đưa chủ đề, đưa câu chủ đề cho người thứ nhất đọc. Hai người còn lại sẽ bị bịt tai. Người thứ nhất sẽ phải truyền đạt cho người thứ hai biết ý của mình, và người thứ hai sẽ phải truyền đạt cho người thứ ba biết ý của mình, và người thứ ba sẽ là người đưa ra câu trả lời cuối cùng. Kết thúc vòng thi, đội nào trả lời đúng, chính xác nhiều hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Ok. Rồi, hai đội phân chia xem đội thi trước đi. Rồi, đây thì trước luôn cho, nhờ xung phong. Bên thắng thì mình phải làm gương cho đi. Phải cái lăng. Không biết cái số phận tiếp theo của tôi. Thấy sao chưa? Sao? Are you ready? Mẹ. Được rồi. Ok. Ông già Noel mặc đồ rất modern. Ông già Noel. Ông già Noel. Già Noel. Ừ. Mặc đồ. Đồ. Mặc đồ. Rất. Modern. Rất. Ừ. Modern. Cái gì? Mô như nào? Đen. Đen. Đọc lại. Ông già Noel mặc đồ rất mô đen. Wow. Ông già Noel. Ông công. Ông già Noel. Ông già Noel. Ok. Mặc đồ. Yeah. Rất. Very. Like. Rất.
rất 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 tất đất rất rất lai à. Momoland Momoland nhớ Momoland á. Không biết đâu. Hết giờ. Momoland Momoland mô đen hết giờ hết giờ hết giờ hả cái gì dừng 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 tao sao sao cái gì hết giờ hết giờ hả. Vâng, xin mời anh Bắp trả lời. Ông già Noel mặc đồ rất mua lên đen mua lên đen. Trời ơi gần đúng rồi. Xin mời chị ông em cuối là gì không biết ông cuối là ông gì? Già Noel mặc đồ rất mua đen. Trời ơi xin mời winner. Ông già Noel mặc đồ rất mô đen. Chính xác. Nhưng mà anh Mô Bắp lại trả lời sai nên là sai rồi. Oh no man. Cây thông Giáng sinh lấp la lấp lánh ánh đèn. Cây thông. Cây thông. Cây thông. Giáng sinh. Giáng sinh. Giáng sinh. Tỏa sáng. Giáng. Chán. Chán trường. Giáng cây thông Noel chán trường. Giáng sinh. Giáng. 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 Giáng sinh. Con giáng. Giáng sinh. Thằng Noel đang quay tới con giáng mày nội. Giáng. Giáng sinh sinh. À cây thông giáng sinh. Ờ lấp la lấp. Lấp la lấp. Lại tỏa sáng nữa hả? Lấp lấp lấp. Lấp la 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 la. La la na la 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 lấp la lấp lánh lấp lánh. À rồi cây thông Noel lấp la lấp lánh. Cây thông Giáng sinh. À cây thông Giáng sinh lấp la lấp lánh. Lấp la lấp lánh ánh đèn. Trời sao dài dữ vậy trời. Ánh đèn đèn ánh 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 đèn ánh đèn ánh đèn ánh đèn. Mấy chứ mấy chứ không biết. Bây giờ cái ấy này biết cái nào. Cây thông Noel. Cây thông đâu đâu. Cây thông mô đen. Cây thông Giáng sinh. Cây thông cây thông cây thông ừ Giáng sinh. Cây thông ừ Giáng sinh. Cây thông Giáng sinh. Cây thông Giáng sinh ừ. Lấp la lấp lánh to. Lấp 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 la lấp lánh lấp la lấp lánh nóng quạt. Lấp la lấp lánh cái là tỏa sáng. Lấp la lấp 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 ờ lấp la la a la lấp la lấp la lấp lánh lấp lánh lơ 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 ánh đèn B336. Ánh đèn, ánh đèn, ánh đèn, ánh đèn, đèn, ánh đèn, ánh đèn. Yeah. Xin mời winner. Cây thông Giáng sinh. Ờ. Lấp la lấp lánh. Gì nữa? Ánh đèn. Yeah. Rồi xin mời anh Bắp. Nhớ sai thì sao? Cây thông Giáng sinh, lấp la lấp lánh, ánh đèn. Được xin mời chưa? Em. Cây thông Giáng sinh, lấp la lấp lánh, ánh đèn. Một điểm. Trời ơi. Trời ơi khổ ghê mọi người lấp lê lấp lánh. Vui quá. Vui quá. Câu đầu tiên, Noel náo nức tưng bừng tiếng cười. Noel. Noel. No no Noel, no. Noel. Noel Noel. Náo nức. Náo. Náo nức hả? Náo náo náo. Náo náo náo. Náo náo náo. Thôi em đã biết rồi đó. Náo. Náo nức. À náo nức náo nức náo. Nhiều quá rồi. Noel náo nức Noel. Tưng bừng tưng bừng. Noel rất tưng bừng. Tiếng cười. Tiếng cười, cười. Tiếng tiếng. À tiếng cười. Trời Noel ơi. Náo nức tưng bừng tiếng cười. Trời ơi xuất sắc. Rồi tôi xuất sắc đúng 30 giây luôn. 84 ok ok. Cây thông Noel. Noel Noel. Noel. Ê, đó là gì vậy? Náo nức, náo nức. Cái gì rồi? Náo, náo nức. Một từng từ, một từng từ. Náo. Náo. Náo, náo, náo. Náo, náo, náo. Từ hẹo em. Náo, náo, náo nhiệt, náo nhiệt. Náo, náo nức, náo nức.
Náo nức, náo nức. Tưng bừng, tưng bừng, tưng bừng. Tưng bừng, tưng bừng, tưng bừng. Tưng bừng, tưng bừng. Ừ, tưng Noel, náo nức tưng bừng. Hết giờ. Noel náo nức tưng bừng. Noel nhớ. Hết giờ. Rồi rồi. Để coi nha. Để nhắm mắt lại một coi. Xin mời Mon Hoàng Anh. Dạ, đáp án là Noel náo nức tưng bừng. Em em quên hình như 8 chữ mà em quên. Noel náo nức tưng bừng. Trời ơi, quá chữ. Rồi xin mời Kenji. Noel náo nức tưng bừng tiếng cười. À. Em quên chữ tiếng cười hay cô. Kenji giỏi nhất nhóm trả lời đúng. Rồi các bạn, thực hiện vòng thi tiếp theo đi. Chú Tuần Lộc con lon ton trước cửa. Chú Trương. Chú Trương. Chú Trương. Bạn vẫn hai chú nó không giống nhau, sao nó nói Trương rồi ta. Chú chú Tuần Lộc đâu nhỉ? Tuần Lộc. Tuần chú. Lộc. Tuần Lộc. Tuần Lộc. Chú Tuần Lộc. Con chú Tuần Lộc. Con. Con. Chú Tuần Lộc con. Con. Chú chuột đồng. Chú Tuần Lộc. Chú Tuần Lộc. Chú Tuần. Chú Tuần Lộc. Con. 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 Lon ton. Lon ton. Lộn xộn. Lon. Uống. Lon lon. Ngon. Lon lon. Lon. Chú Tuần Lộc uống ngon. Hết giờ. Rồi 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 rồi. Và xong. Hư cả một thế hệ. Chú chú. Vú vú. Chú. Chú Tuần Lộc. Tuần Lộc. À vú Tuần Lộc. Vú Tuần Lộc. Ủa sao. Con. Tiểu quá vậy. Con. To to. To. À. Dẹp tôi đi. Dẹp tôi đi. Uống. Vú Tuần Lộc to uống. Sao rồi, sao rồi, sao rồi. Vú Tuần Lộc to uống là gì mấy ba. Sao mà họ sao. Rồi hết giờ. Xuất sắc quá. Gì à, vú Tuần Lộc to. Ôi, là em nói to vậy nhờ. To uống gì đó. Quay nè, quay nè, quay. À, đúng rồi, vú Tuần Lộc to uống. Hai ba. Xin mời Kenji. Chú Tuần Lộc con. Chú Tuần Lộc còn lon. Tuần Lộc. Đây, xin mời Mon. Chú Tuần Lộc con lon ton trước cửa. Thế nào mà thành Vũ Tuần Lộc to ú được. Ta nói là mà thiệt hư một thế hệ. Nào quyết định đấy, một bàn. Đấy, thấy tệ lắm rồi. Thi ơi, em phải chịu trách nhiệm trước tòa nha Thi. Ở vòng thi này, đội xanh đã chiến thắng với tỷ số 1-0. Về thật đoán được một câu cũng thắng. Dạ. Vâng. Và tổng kết cả quá mọi người. Im. Và tổng kết cả vòng Crazy Challenge thì hiện tại đội xanh đã thắng với tỷ số là 2-0. 2-0. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng. Sàn đấu tài năng. Trò chơi có tên là tiếp nối chiêu thức. Hai đội đứng xen kẽ với nhau. MC sẽ nhảy trước một động tác. MC mà nhảy là chuẩn luôn á. Thành viên đội A sẽ nhảy lại động tác của MC. Xong sau đó sẽ thêm một động tác của mình. Tiếp theo thành viên đầu tiên của đội B sẽ nhảy lại động tác của MC. Động tác thành viên đầu của đội A và thêm một động tác của mình nữa. Em hiểu rồi, em đi chợ. Trời ơi. Em đi chợ. Cứ như vậy. Đội nào nhảy sai list động tác, đội đó sẽ thua cuộc. Wow, khó nhà. Không, trả lời từng người đúng không? Phải nhớ, phải nhớ đó. Đây. Động tác của ông già Noel dễ thôi. Vâng, dễ thôi. Nhìn ông già Noel nào. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Động tác của em. 5, 6. Ừ. Winner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Động tác của em. 7, 8. Trời ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Sai, sai, sai. Xin mời
ơi, Gina em. Mình bị lẹo quá mọi người. Không tin men dancer, đây là men dancer nhóm mình. Không, tại vì do em thấy mắt em hơi cay. 2 Trời. 1 2 1 2 2 Thêm 3 4 Được 1 2 3 4 Yeah. 5 6 Chưa anh chưa, làm lại. Lại nha. 4 nha, 5 6. Chết cha không nhớ nè. 1 2 3 4 5 6 6 Anh mới bắt qua đây nè. Anh mới nở chú em đây nè. Đây là hội người già nha mọi người. Không, em đâu có già đâu. Thôi bắt đầu từ anh đi. Đúng rồi, bắt đầu từ anh á. 1 2 Đó. 1 2 3 4 Được. Lên tiếp. 1 2 3 4 5 5 6 5 6 Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 Trời ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp. 9 10 Trời ơi. Mày quay lại em. Cái này ghê. Ok. 1 2 3 4 Từ từ. Em lót đã. Em lót đã. Em chết chưa? Đuổi sắp lại rồi, sắp lại. 1 Từ đầu này đâu để đầu sẽ nhớ. Rồi nào, winner, bắt đầu winner nào. Cái gì ạ? À, tôi nhớ rồi, đây là động tác của tôi mà sao tự nhiên tôi đúng quên rồi, được. Đúng rồi, đúng rồi. Động tác của 1, mình dễ quên. 1 2 3 4 Không nói tôi hiểu. Ok chi mà. Ờ. À. 1 2 3 4 5 Rồi sao? Ơi, bye winner. Tôi không tin được luôn. Ủa rồi, tự nhiên ba người qua anh đây rồi. Rồi là thua rồi, anh là thua rồi. Rồi. Là mình thua rồi. Ôi trời. Cuối cùng thì tội xanh cũng đã phải chịu thua một ván. Bây giờ chơi thì cũng vui quá rồi. Mà hôm nay Giáng sinh thì chả lẽ anh lại bắt tỉnh bắt tội các em lại chơi thêm tiếp nữa. Nên là thôi, anh sẽ tạo điều kiện cho các em, tặng cho tất cả quý vị khán giả một bài hát nhân dịp Noel này.
tiết mục sinh động vừa rồi cũng là lúc kết thúc chương trình của P336. Và trước khi chào tạm biệt thì anh Bob có thể cho em và MC cảm nhận về ngày hôm nay được không? Mà được đặt chân tới tại cái chương trình Đông Tây Nam Bắc này để chơi thì rất là vui. Và được hòa mình vào các bạn thì trước đây là Bob đã quen việc thi rồi và winner rồi. Thì bây giờ được quen hết tất cả các bạn thành viên trong nhóm P336 Band. Yeah. Thì chúc cho Band luôn thành công và phát triển trên sau này nha, nhớ nha. Yeah. Và thời lượng của chương trình cũng đã hết. Và mong rằng TF và VA36 sẽ cùng gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ 6 hàng tuần trên kênh Villa cũng như là trên kênh YouTube của PA36 trong chương trình Đông Tây Nam Bắc. Và Merry Christmas! Yeah! Hey, we are friends!